Chào anh em, hôm nay mình đi tách tổ chim nha anh em. Đây hai cái mình làm sẵn này, hai cái này mình sẽ đi tách hai tổ nha. Đây, mình để cái này đây, mình vào trong này mình tách cái tổ ở trong này trước. Thì anh em làm mấy cái tổ như thế này để tách cho nó dễ nè. Mà anh em nhớ là ví dụ như cái tổ mình nuôi xong á, như cái tổ này này mình nuôi chim xong á, là mình sẽ đem đi mình phơi nắng nha anh em, phơi nắng cho vi khuẩn rồi nó chết hết đi. Cái này mình đã phơi nắng rồi, anh em nhớ phơi nắng xong thì em có cái bình cồn đó, bình cồn mình xịt rửa tay á, anh em xịt sơ vào trong này nè, anh em để cho nó khô đi là để anh em bỏ những con chim mới nha. Chứ còn khi anh em nuôi xong rồi thì mấy con chim kia nó ị vào trong này, với lại này nó thay lông á, nó rớt lông ống rất là nhiều, cho nên anh em vệ sinh kỹ đi rồi hãy tách cái lứa chim mới nha. Cái chuồng này thì của máy Indo mình cho nó nuôi hộ nè. Trứng của nó hôm trước mình ghép với con trống thì nó ghép con trống kia thì nó không có cồ. Đây con máy Indo này, con này nó chăm con tốt lắm, cho nên mình để cho nó nuôi hộ luôn. Đây nè, nên nhìn nó chăm chim to bự chắc. Mấy con này hôm trước mình lấy trứng của khác mình bỏ qua nè, nhưng mà nó hai con này cũng hai ổ khác nhau à. Con đang này là con Indo này, con đang này là con Indo Lai, nhưng mà mình giờ mà thật ra mình cũng không biết cặp bố mẹ nào, nhưng mà cái gan coi như con đang này là nó đang thui nè, gan nó yếu lắm. Còn con bạch này thì chắc chắn là của con gấu trúc mình ghép với bạch rồi, nó ra con này. Đây, bây giờ mình sẽ bắt mình bỏ vào trong này nha anh em. Đây anh em, mình bắt luôn này. Khi anh em bắt cái chim con này á thì nhớ là mình cầm cái mình lùng cái tay xuống dưới cái bụng dưới hai cái chân nó, mình cẩn thận cái chân của con chim con này, tại vì cái con chim con cái chân nó yếu lắm anh em. Nhiều anh em bắt không kinh nghiệm á, là anh em cứ cầm cái mình con chim á, anh em cứ lôi lên thì cái chân của con chim nó bám xuống dưới cái rác á, là vô tình nó đau chân con chim. À, nhiều trường hợp là mà anh em bắt vội hoặc là chưa có kinh nghiệm, anh em cầm cứ lôi nó lên nhá, thì cái chân con chim nó bị gãy hoặc là nó sẽ sinh tật nha anh em, nó sẽ sinh tật. Cho nên anh em nhớ là anh em lùng cái tay mình xuống dưới cái dưới hai cái chân của con chim á, rồi mình từ từ mình nhắc nó ra. Nếu như mà cái chân nó có bu vào cái rác của cái tổ á, thì mình gỡ ra nha, mình gỡ ra mình bắt mình nhẹ nhàng thôi. Vì nhiều trường hợp mình bắt hồi trước á, mình bắt thì nó bị đau chân rồi, nhiều trường hợp nó gãy chân luôn nè, nó gãy mà gãy trên đùi thì sẽ không chữa được. À, qua cho anh em cái con chim rừng này nó nữa nè, con mái rừng này bộ to lắm nó nữa, mình ghép với con trống chật dạo, nhưng mà ba trứng mà mình soi nó hư mất một trứng, bây giờ nó nữa ra một câu, mình thấy nó đang thui rồi. Nhưng mà thường nó bạch, con bạch chật dạo của mình nó ghép với mái rừng á, thì ổ ba con là nó chỉ ra được một câu hoặc là câu là hai câu đại bàng nha nè, tỷ lệ nó nhưng mà không biết mình ghép với con năm này mình ghép sao. Đây con mày nó mái rừng anh em nè, con này nó giữ câu ghê lắm, nó cắn mình nè anh sao. Con này con mái rừng, con mái thuần rừng luôn mà sao nó hồi trước họ nuôi họ tưởng đâu trống anh em, nó dạng lắm. Nhưng mà đa số mà chim nó hung á thì khi mà nó giữ câu là nó dạng nha anh em, chứ bình thường nó không dạng như thế này đâu. Con này con mái này, em nhìn cái bộ nó khiếp, sẽ nó phồng cái lông rồi nên nhìn nó to. Đây nè, ổ nè, anh em thấy nó lót cái tổ cục đẹp nè. Con này thì nó không phải là đang thui nha anh em, nó cũng hơi hồng hồng, hy vọng là nó ra có bầm cũng được. Đó. Nhiều tại vì nó tùy vào cái gen con chim, nhiều con chim mẹ nó đẻ ra nó đang như thế này, nhưng mà sau này nó ra bông nhiều lắm, còn nhiều con á rồi nó đẻ ra hồng hơn như thế này nữa, nhưng mà nó ra chim con đang thui à. Còn hai trứng này thì nó hư mất một trứng rồi nha, còn một trứng chắc phải mang này ngày mai là nó đẻ đó, ngày mai là nó nữa. Mái này nó giữ con kìa, mái này cái con mái này không khác gì con trống rồi nè. Đó, khi mà con chim bạch mình ghép con rừng thì nó ra chim con nó sẽ mạnh hơn nha, còn chim con nó cố chắc lắm. Đây anh em nhìn con mái này, con này mình nếu nhìn những ngồi thì bỏ trong lòng thì không có anh em nào nghĩ là con này con mái nha, vì con này họ nuôi trong lòng lâu rồi, họ cứ nghĩ là trống,
Đấy, để ngày mai mà nó nở thêm một con nữa mà nó ra đỏ hổng luôn á thì thành công nha anh em. Thì tại vì cái năm này cái con thịt dạo mình cho nó đạp nhiều mái rừng lắm. Nếu mà nó ổ này nó ra thành công nữa thì cái gen nó quá mạnh luôn, mình sẽ tìm thêm mái rừng về cho mình cho nắp, mình cho nó đẻ. Bên này cũng cũng ghép mấy rừng anh em nè. Đây để mình đem cái con này ra. Xong mình qua bên này mình tách ổ này mình qua cho anh em xem luôn. À, tạm thời mình để đó nha. Đây bên này nè. Bên này thì cái ổ này nó đẻ 3 trứng, mình bỏ thêm một trứng vào nữa. Chim này nó ra chim con bộ đẹp lắm này. Để mình đóng cửa. Bây giờ nóng quá. Đây con mái anh em này, anh em nhìn con mái mà coi. Cái dạng đầu nó to khủng. Này mái nha anh em. Quay tổ cho anh em xem này. Cửa này là mình tách được rồi, tách ra mình nuôi tên nuôi tai được rồi nè. Nắng của nó nằm nó thử này. Rồi bây giờ mình tạm dừng để mình tách mấy con này ra đó. Đây nè, tách rồi nè, có con này đang thui luôn nè. Bố mẹ nó cũng cũng ghen để bàn gấu trúc mà nó ra đang thui luôn. Mấy con này mà có anh em nào chăm được gần gần thì mình để ra chăm thì chăm này. Nó cũng có ghen đó nè. Ok để mình chui ra nè. Mình tách sớm để cho con mẹ nó đẻ lại nè. Đây như thế này thì nếu như bình thường á, thì anh em nếu như mình nuôi á, thì anh em vào anh em tách trước hai con lớn này, còn anh em để con nhỏ lại để cho con mẹ nó chăm thời gian nữa. Cứ hai hôm nữa rồi anh em tách ra. Còn mình thì sẵn mình tách ra mình nuôi luôn. Đây, mình để hai con này đây, nó nóng quá nó cũng há mồm phải đem này. Trời nó nóng lắm. Bữa nay để mình vào mình coi thử nhiệt độ bao nhiêu nha. Rất là nóng. Mình phải chạy máy nước anh em. Mấy con này nằm cũng há mồm hết này. Đây ở trong này thì 35 độ này, trong này nó mát hơn vì trong này mình có để cái hệ thống nước trong này. Mấy chim đâu anh em, có con này chim mình đa số là nó lăn nhiều nha, đa số là nó lăn hết tại vì bố mẹ mình chọn rồi thì nó lăn. Mấy con bạch này có người dạng để mình xét nghiệm ra trống mái rồi với bắn được. Mấy con bạch này nó đẹp lắm nè, con bạch này nó to con lắm. Em nhìn bộ nó này, nó lăn hết nha, tại vì nó mới đứng cào nó chưa lên bộ thôi. Con này con màu đen này là con Indo nè, con Indo Indo 93. Nhưng mà ví dụ như mình ghép một con rừng á, với lại một con bông á, để cho nó ra Indo 93 á, thì nó ra ví dụ như ổ ba con thì sẽ có con bông có con đang nha anh em. Con này là nó đang thui nè, mấy con đang thui này thì thường gan nó sẽ yếu hơn. Nếu như anh em nào ghép sổ số thì ghép thôi, chứ còn cái gan mà yên nó đang thì gan nó sẽ yếu nha anh em. Nhưng mà con này bộ nó cũng đẹp, con này thì nó sẽ lăn, lớn lên nó sẽ lăn đẹp. Để cho nó phơi nắng xíu. Con này nó cũng há mồm đây nè. À để mình coi có con nào mình bảo cho anh em luôn. Có anh em nào thích nuôi chim nâu thì liên hệ mình nè. Mấy con bạch này thì hiện tại chưa nha anh em. Mấy con bạch này hiện tại chưa nè. Để có mấy con bạch kia chập nữa mình đưa cho anh em xem.
Để coi mấy con này chịu đụng vào là nó há mồm chứ không. Con này nó có mái sợi trắng trên đầu anh em này, mái sợi trắng trên đầu mở hơi lọc. Con này cũng là gan gấu trúc này, cùng mấy con này thì gấu trúc rõ ràng quá rồi. Có con này đại bàng này, có con này đại bàng này, làm xíu đào. Hôm nay có một con nó bị gãy mất cái đùi rồi. Con nào ta, con nằm này nó bị gãy cái đùi, nó lành rồi nhưng mà sau đây không biết nó bay nhảy kêu sao. Con này thì nó bông đẹp lắm nhưng mà nó bị gãy mất cái đùi này. Con chè này, con chè dòng chè chè bông của mình nó đẻ được một trứng, mà con nó đẻ trứng nhưng mà cái con chờ nó gấp nó phá nên mình lấy được một trứng. Mình bỏ cái ổ màu hôm trước mình lại video, mình bỏ cái ổ màu nó ấp nữa thì mình bắt rồi mình nuôi nè. Con này nó có mái móng trắng này, móng trắng này, móng trắng đó, móng trắng này. Anh em nào chăm được cái con chè này thì mình để 1 triệu về chăm này. Tại vì bình thường chè bình thường thì nó rẻ thôi, nhưng mà cái con này nó có gen bông nha anh em. Gen bông. Anh em nào cặp này cặp gen anh em này, con này có mái sợi bông này. Con này cũng gen, con này gấu trúc đồ đẻ ra này. Con này có mỏ nó hồng hồng. Mỏ nó hơi hồng nha. Nó cũng thuộc dòng mỏ lột, để mình coi cái mỏ nó kỹ. Nó cũng mỏ lột quá nè, mỏ lột ít thôi. Thì hai con này, con này có bông lột thì thằng này anh em nào lấy về chăm để sau đi ghép á. Cái này ghép thì sau đi tỷ lệ ghép ra bạch rồi nó sẽ cao nha anh em. Nó sẽ cao thôi. Trên 80% là sẽ có bạch nhưng mà mình không chắc chắn nha. Tại vì cái gen, tùy cái gen trong người nữa, nhưng nó chắc chắn là gen bạch. Thì hai con này 2 triệu này. Con Indo này. Nên anh em hai con này với anh em lái luôn con Indo. Hai con này. Cái này là con Indo này. Cái này là con Indo nữa. Nó lái luôn 4 con. Nó lái luôn 4 con thì 3 triệu nha. Vì mình nói trước là con Indo, mấy con Indo này là gen nó yếu nha anh em, nhưng mà sau này bộ nó đẹp. Còn có con gãy chân này nè, con gãy chân này thôi mình chưa dám bán, tại vì không biết mình không biết nó sau này nó bay nhảy đạo cào như thế nào, để sau này nó ra lông đã. Ủa nó nóng quá, bây giờ vô rồi trong này nó hả mồm hết em nè, nghe không, nóng quá. Rồi cặp chim này nè anh em nè, hai con. Con này nè, con sắt này nè, con màu đá lăng. Con này là mẹ bạch 75 á, có mẹ bông Indo 75 này, bố bạch bạch kiểu gấu trúc mà nó ra cầu cục kiểu gấu trúc á. Em lấy nát cho anh em xem. Màu đó lăn rồi nè. Đó. Mấy con này thì chưa biết ăn, chưa xét nghiệm giới tính nha em. Con đó với lại con sát trong này nè. Đó, con bông đứng sát trong á anh em, con bông lăn đứng sát trong á. Con đó thì khóc tuổi nha, con đó có nó lớn tuổi hơn. Con đó khả năng trống con nè, nó cũng chưa xét nghiệm luôn. Hai con anh em lấy về chăm thì 8 triệu nha anh em. Con bông đó nó to, bộ nó to mà nó lăn đẹp lắm. Con đó nó cũng có máu Indo nè, nhưng mà máu Indo này thấp. Còn mấy con, hai mấy con này, mấy con Indo mình đang giữ lại. Con Indo 93. Quay con này cho anh em xem nè. Quay con bông cho anh em xem nè. Đó, nó bay qua rồi nè, đó. Em nhìn thấy con bông chưa?
Con lăn đẹp lắm anh em. Con đó chắc trống rồi. Con đó là bố gấu trúc bộ to lắm. Còn mẹ thì nó Indo 25. Đây, con bông này anh em. Con này nó nhỏ nha. Con này mình mới cho nó đứng lên tổ thôi. Nó mới đứng cầu. Bên này là trời đang đang phơi nắng này. Chim mà nó cỡ như mấy con này là bắt đầu nó lên bộ nha em. Con này thì nó còn nhỏ, nó mới đứng lên cho nên là ít ra bộ. Được, mình bắt nó ra. Con này nó nhỏ mình bắt được nè. Mấy con kia bắt là sợ nó bay. Rồi này. Em thấy nó cũng lăn đúng không? Con này cũng dễ mặt này, cũng dễ trống lên em à. Nè, nó kiểu gấu trúc nè. Gấu trúc nhưng mà có cái nó phớt nhiều. Con kia mình dám bắt ra nó bay luôn. Con này nó nhỏ. Này thì chưa xét nghiệm nha nè. Này chưa xét nghiệm. Chim mình đa số là nó lăn hết chưa. Con này Indo con mỏ lột mà kiểu bong bên kia kìa. Con nó Indo 75 nè. Indo 75. Còn con đứng bên cạnh là con Indo 93. Đợi nó con. Con Indo 93 này đến mười mấy triệu. Còn con Indo 75 đó là kiểu 8-9 triệu. Indo thì bộ nó sẽ nhỏ hơn nha. Con lăn này đẹp ghê anh em nè. Con mới nãy mình nói một cặp á. Đó con bông này. Con bông đứng mình bánh đạo. Lăn ghê lắm. Bộ này chắc trống à. Nó với con bạch kia là một cặp đấy nè. Mình thấy con bạch kia bộ cũng to. Con bạch này thì nó mới đứng cào cho nên nó chưa nửa chim rồi.